Cô nhớ uống hết ly trà nóng, chúc khỏe mạnh. An Tiểu Lộc. Mệt quá trời luôn á. Mỏi chân mỏi tay vậy à. Đúng rồi đó. Nè, tôi cho mọi người hay, tiền thưởng của tháng này ông chủ trả mệt luôn đó. Ai Tiểu Lộc à? Quá trời mà. Hả? Nè, đây là tiền bo của Thẩm cho anh đó. Lấy tiền này dẫn bạn gái tôi đi chơi. Cảm ơn cô. Không có chi. Thiệt là. Cô Thẩm ơi, nè, vừa rồi tôi massage giùm cho cô, phát hiện cô chịu nhiều áp lực. Cho nên nếu cô cảm thấy đầu óc căng thẳng hoặc là áp lực công việc quá lớn, cứ lấy ra ngắm. Tôi cam đoan cô có thể nhẹ nhõm và bớt áp lực. Tôi muốn nói, đúng rồi, nếu như thời gian cho phép, cô nên ngâm chân nước nóng để thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm sưng phù. Cảm ơn. Nè, hoa này do tiệm massage chúng tôi trồng ở phía sau nhà. Tuy hoa không đẹp lắm nhưng có mùi thơm nhẹ. Được, vậy hy vọng sau này có dịp phục vụ cho cô. Tại sao con người ta phải yêu nhau? Là vì cảm giác nhịp tim hồi hộp đập nhanh sao? Hay là vì cảm giác nhớ nhung mà xưa nay mình không mong muốn? Tôi không muốn làm cái bóng tài. Tôi phải bước vào cuộc đời cô. Không gặp không về. Gì chứ? Anh lấy quyền gì mà đòi hỏi? Sao lại không gặp không về? Tôi có hẹn với anh sao? Hẹn gặp ở đâu? Lúc mấy giờ cũng không chịu nói rõ nữa. Một mình anh tới đó chờ cho đã rồi về đi. Bóng tàn. Sao mình lại tin lời một tên lưu manh không gặp không về chứ? Trình Dẫn, Trình Dẫn, mau lên xe. Cái gì? Mau, cô đừng quay đầu nhìn lại, mau lên. Hắn ta thuê người theo dõi cô đó. Ai theo dõi tôi chứ? Nè, nè. Nè, cô quay lại xem họ có đuổi theo không? Tất nhiên là không rồi. À, vậy là cắt đuôi được bọn họ rồi. Vậy anh định chở tôi đi đâu vậy? Chân trời, góc biển. Muốn đi, anh đi một mình đi, tôi không đi với anh đâu. Nè,
cô đang ôm eo tôi đó. Tôi muốn đi một mình cũng không được rồi. Ôi, đừng cử động, coi chừng té xuống. Tôi đau lòng lắm. Bể bánh rồi. Không lẽ cho tôi gây ra sao? Ơi, họ đuổi theo, đi mau. Làm gì vậy? Nhanh lên, tôi chạy hết nổi rồi. Tôi mệt quá, tôi chạy không nổi nữa rồi đó. Nè, thôi đi, tôi có chuyện muốn hỏi rõ. Alo, em sao vậy? Sao lại thở gấp vậy? Cô hả? Em vì muốn mình trở nên dễ thương hơn cho nên em phải vận động nhiều. Cô phải bình tĩnh, đừng để cho anh ta nghi ngờ. Em đâu có đâu. Nói cô bận, không đến được. Đây là có hẹn đi. Em có hẹn rồi. Đúng, đó hẹn em... với bạn học. Có hẹn với bạn học. Em có hẹn với bạn học. Em đâu có gì lạ. Bảo, nói cho người ta điện thoại hết pin. Mau lên. Điện thoại em hết pin. Em cướp máy đây. Em cướp máy. Thế nào? Có hấp dẫn không? Làm Phương gặp xảo nguyệt. Cô thấy sao? Có đẹp không? Tôi rất thích leo lên sân thượng. Cô biết tại sao không? Cô không muốn biết hả? Cô không muốn biết, tôi vẫn phải nói. Cô nhìn phía trước, có những nóc nhà, có cao có thấp. Thực ra có nhiều gia đình ở trong đó. Tôi thách cô đứng đây đoán thử, xem bên dưới những căn nhà rốt cuộc có những thành viên nào đang sống. Nè, tôi đoán căn đó có một bà cụ đang sinh sống, 80 tuổi, sống với con trai, con dâu và một thằng cháu nội. Cháu nội đám cưới rồi, dọn ra ở riêng. Cuộc sống đó có thể nói vô cùng cô đơn. Cũng may, tháng trước cháu nội bà ấy đã sanh được một đứa con, tận tay chăm sóc cho cháu. Gia đình cả bốn thế hệ vui hơn nhiều. Đời người như vậy thật tốt. Nè, còn căn nhà bên kia, tôi đoán không phải là gia đình bình thường, là đám sinh viên từ tỉnh khác tới đây học, hùng tiền để thuê lại. Cô nhìn nhà bếp xem, toàn là mấy tô không của mì ăn liền và mấy đôi dơ dứt lung tung kìa. Làm Phương chàng ánh mắt lóe sáng. Thường ngày tôi đây hay đứng đây đoán, có lúc đoán cả ngày trời. Chỉ tiếc là Thượng Hải thời nay đều là nhà cao tầng, có thể nhìn thấy nóc nhà chỉ còn lại chừng này thôi. Ấy, cô đói không? Xin lỗi nha, tôi không có việc làm, trong túi trống rỗng, không thể mời cô ăn nhà hàng được. Lâm Phương Giang đang nói dối. Nhưng mà niềm vui có tôi ở bên cạnh, dùng tiền không thể mua được, đúng không? Vừa mệt vừa đói vừa khát, vậy cũng vui sao? Nhưng bây giờ đây rất vui vẻ. Lâm Phương Giang rất tự tin. Lúc này tôi đột nhiên phát hiện, thì ra từ lâu tôi đã thương yêu Lâm Phương Giang, hay còn gọi là Lâm Phương, người viết lời nhạc.
anh đang nhìn cái gì vậy? Đúng là đã dễ thương hơn nhiều. Bậy bạ. Không tin hả? Về nhà tự soi gương đi. Bây giờ cảm thấy không đành, giao trả cô cho chồng cô đó. Nè, cô có quên chuyện ngày hôm nay không? Tôi... Cô nên quên nó đi. Điện thoại. Làm gì? Sao đến rồi kìa? Lên xe. Cô mau về đi. Rốt cuộc anh ấy xuất hiện rồi. Alo. Mình đang ở dưới nhà cậu nè. Mệt muốn chết luôn à. Nè, đã bao lâu cậu không tắm rồi mà nằm lên giường của mình? Hết cử động nổi rồi. Thôi được, lau mặt cho tỉnh đi. Vẫn là Trình Dẫn tốt nhất với mình. Mình nhớ cậu quá. 3 năm trời chỉ gọi có 3 cú điện thoại, còn dám nói là nhớ mình nữa. 3 năm có lâu tới vậy không? Tất nhiên. Vậy rốt cuộc 3 năm qua cậu đã đi đâu vậy? Còn đi đâu nữa, lo yêu nhau chứ đâu. Giờ cậu và A Lạc đó thế nào rồi? A Lạc, tụi mình đã cắt đứt liên lạc 800 năm trước rồi. Chia tay rồi hả? Mình còn quên mất mặt mũi anh ta thế nào nữa. Vậy rốt cuộc thì cậu đi đâu? Về quê thăm nhà hả? Sao mà mình về quê được? Vậy tại sao cậu lại không đến Thượng Hải? Đây là một câu chuyện rất dài, rất dài, rất dài. Chờ em với. Trời nè, em chưa lên mà. Có gì không đây? Em vẫn chưa lên xe. Nhìn đi, đó. Không có đủ chỗ ngồi. Tới Lệ Giang rồi tính sao? Nè. Thôi. Không lẽ là mình lại bị bỏ rơi nữa sao?
Sao anh có thể bỏ đi như vậy? Anh là tên khốn, anh phải nói rõ ràng mọi chuyện mới đi chứ. Anh biết em không còn đồng xu nào mà. Anh quay lại đây đi. Vậy mong được gặp lại anh. Ủa, mình còn tưởng là cậu đang ngủ chứ. Đâu có, mình dậy từ sớm đi, rồi. Đi, răng sáng. À, không cần đâu, mình đã có hẹn với người ta rồi, mình phải đi cho kịp. Mình đi nha. Nè. Cảm ơn anh. Tôi hứa là sẽ trả lại cho anh. Tôi tin cô. Thật ra thì phải mở miệng mượn tiền anh, tôi thực sự thấy rất ngại. Nhưng mà tôi thực sự đã... Thật sự tôi... Tôi hiểu mà. Vậy tôi có thể mặc giày thêm lần nữa không? Nhờ anh giúp tôi một chuyện. Tất nhiên rồi, miễn sao nằm trong khả năng của tôi là được. Đó là chuyện mà tôi hỏi mượn tiền anh. Anh đừng kể cho Trình Dận nghe được không? Tôi và Trình Dận đã lâu không liên hệ với nhau rồi. Tại sao vậy? Cả hai đều bận. Nhiều năm qua, đại đa số thời gian của tôi đều sống tại Mỹ hoặc Hồng Kông. Vậy thì tôi càng ngại hơn rồi. Tôi giúp đỡ cô là vì tôi coi cô như bạn tôi, không liên quan đến Trình Dận. Nè, tôi còn tưởng anh vẫn còn qua lại với Trình Dận chứ. Tôi và cô ấy xem như có duyên không phận. Thật là tiếc quá. Đứng trong lập trường của một người bạn, tôi có thể nói vài lời không? Tất nhiên là được rồi. Tôi nói thật, sự can đảm trước tình yêu của cô khiến tôi phải khâm phục. Nhưng mà tình yêu không phải tất cả trong cuộc đời đâu. Cho nên cô cần phải tìm việc làm, ít ra phải có thu nhập ổn định, tự lực cánh sinh, chứ không nên tối ngày cứ nương tựa vào tình yêu. Tôi cũng biết là không thể sống mãi như vậy được. Hiện tại đất Thượng Hải này, muốn xin việc phải có bằng cấp. Công việc nếu không cần bằng cấp thì tôi không làm nổi. Có cần tôi giới thiệu việc làm cho cô không? Tôi đề nghị với ông nên bán hết số cổ phiếu mà ông đang nắm trong tay. Bởi vì theo tôi dự đoán, họ sẽ không thể nào in thêm tiền mặt để cứu thị trường đâu. Thêm vụ khủng hoảng kinh tế mới đây, họ đã thừa cơ thu hút một khoản tiền mặt về nước. Tôi cho rằng kinh tế của họ lần này sẽ chịu một sự rủi ro rất lớn. Nếu giữ tiền mặt sẽ an toàn hơn. Alo. Nè nè. Dì Tẩm hả? Được, ông Quát, tôi sẽ làm theo ý ông. Tôi có điện thoại khẩn cấp. Được, hẹn gặp lại sau. Vậy tôi cúp máy nha, bye bye. Dì Tẩm con khỏe. Dạo này con và Quan Huệ đều khá bận rộn. Dì Tẩm biết không, con nói thiệt, con ước gì có thể ăn được những món do dì nấu đó. Dì yên tâm, tụi con nhớ chứ. Phải ăn no mới có sức khỏe tốt, có sức khỏe tốt mới có thể làm việc tốt. Con và Quan Huệ ở không, nhất định sẽ đi thăm dì ngay. Được, dì Tẩm nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bye bye. Cô nên đền ơn tôi sao? Mời anh ăn cơm. Chúng ta cứ quyết định vậy đi. Nè, nói thiệt nha, cô muốn tôi làm bạn trai của cô đến khi nào vậy hả? Cho tới khi tôi thực sự tìm được bạn trai thì thôi. Không lẽ là cô không thích đàn ông hả? Tôi chỉ không thích dạng đàn ông giống như anh thôi. Tôi thì sao chứ? Nghĩ thấy cũng lạ. Theo điều kiện của cô, lẽ ra là phải cổ phiếu xanh mà mọi người dành mua. Thấy đó, nói đầu óc cô cũng có đầu óc nè. Nói thu nhập cô cũng có thu nhập. Nói khuôn mặt cô cũng có khuôn mặt. Nói thân hình. Chuyện đó còn tùy thuộc vào cô. Tại sao cô lại lâm vào cảnh không ai dòm ngó hết vậy ta? Trừ phi do cô có vấn đề. Tôi có vấn đề sao? Đúng, tôi có vấn đề. Vấn đề của tôi là yêu cầu quá cao thôi.
Tôi nghĩ là do yêu cầu của dì Thẩm quá cao thì có đó. Yêu cầu của mẹ tôi cao thì sao chọn anh được hả? Chứ vậy chúng ta chia tay hả? Chia tay dừng lại. Tôi sợ nhất là nghe tiếng khóc của cô. Thôi ăn cơm đi. Tôi có thể lấy rau đổi miếng thịt bự của cô được không? Cảm ơn. Cắt tôi miếng lớn. Thịt vẫn ngon hơn. Cô đã mời tôi đi ăn, sao cô ăn thịt còn tôi ăn rau được chứ? Em thường đi. Thôi em không chịu đâu. Tình yêu của tôi sao lại khó kiếm như vậy chứ? Bà xin lỗi cô, trái táo này là của tôi. Cảm ơn cô. Nè, bà ăn đi. Theo điều kiện của cô, lẽ ra là phải cổ phiếu xanh mà mọi người giành mua. Tại sao cô lại lâm vào cảnh không ai dòm ngó hết vậy ta? Trừ phi do cô có vấn đề. Cảm ơn cô. Mình có vấn đề sao? Nhất định là mình có vấn đề rồi. Chân của cô bớt sưng nhiều rồi. Xin lỗi anh vừa nói gì tôi không để ý. Tôi nói chân cô đỡ nhiều rồi. Có chuyện gì khiến cô đang đau lòng vậy? Người có chuyện buồn bấm vào thái xung huyệt đều có phản ứng mạnh. Ráng nhìn đi, qua cơn đau rồi sẽ đỡ buồn phiền thôi. Xin lỗi anh, không phải tôi muốn khóc, tại vì nó đau quá. Nước mắt là cách giải độc tự nhiên nhất. Gan là chủ quản của mắt. Nước mắt của cô dùng để bảo vệ gan của cô. Cho nên cô cứ khóc cho đã đi. Khóc xong rồi cô sẽ thấy dễ chịu. Vừa rồi tôi massage giúp cho cô, phát hiện cô chịu nhiều áp lực. Cho nên nếu cô cảm thấy đầu óc căng thẳng hoặc là áp lực công việc quá lớn, cứ lấy ra ngắm. Tôi cam đoan cô có thể nhẹ nhõm và bớt áp lực. Hãy
Sau đó anh ấy bị thầy cô chửi cho một chập luôn, nói là anh ấy lười biếng đó. Vậy hả? Rồi sau đó thế nào? Còn sao nữa, xấu hổ trước mặt cả lớp luôn chứ sao. Vậy là một phen sau chuyện hôm rồi, đó tôi từng gặp Lâm Phương Giang tại sân trường nhiều lần, nhưng mà anh ấy cố gắng diễn tốt vai diễn của mình, kẻ xa lạ. Cảm ơn cô đã dành một ngày để yêu tôi. Sau này gặp lại nhau cứ xem như chưa từng quen nhau. Nè, nè. Nhìn kìa, cậu ấy sao vậy? Trình Dận à, cậu nhìn cái gì vậy? Trời ơi, sao các cậu chậm chạp quá vậy? Đi mau lên. Ờ, đi thôi. Xin lỗi anh, anh cho tôi hỏi thăm bây giờ anh Vĩ đang ở đâu vậy? Cô tìm anh Vĩ làm gì? Ông Lý kêu tôi đến trình diện với anh ấy. Nè, bên cạnh đạo diễn, người đang cầm loa chính là anh Vĩ đó. Người cầm loa? Ừ. Nè, nhanh tay lên đi, trễ lắm rồi đó. Cảm ơn nha. Ừ. Tôi thấy anh rồi. Mọi người để ý giùm tôi, bây giờ chúng ta đang quay phim, không được la lối ôm sầm, phải tuyệt đối giữ im lặng, có nhớ chưa? Anh Vĩ. Trời ơi, cái gì vậy? Đi chỗ khác chơi đi. Nè cô, qua bên đây ngồi đi. Tôi đâu thì mình phải cho nói chuyện nữa, qua bên đây ngồi đi. Quay liền, không chuyện gì đâu. Nè, tất cả chuẩn bị vô vị trí nha. Chú Hai à, chú đừng cần cái gì vậy. Được rồi, không sao đâu, không sao đâu. Đuổi ra ngoài đi, nhanh lên, đuổi ra ngoài đi. Chuẩn bị 3, 2, 1, diễn. Tôi là trợ lý mới của anh Vĩ, tôi tên Tống Địch Chi. Tống là Tống Triều, còn Địch là Vô Địch. Dịch chung có nghĩa Chi là cô gái mãi mãi cũng xinh đẹp. Địch Chi. Cái tên này nghe cũng hay đó. Nè, vừa rồi tôi đứng ở bên đó theo dõi anh rất lâu. Xinh. Đúng là soái ca luôn, có thể nói là soái ca, không ai sánh bằng. Soái ca là nam diễn viên chính thôi, tôi chỉ là diễn viên đóng thế. Nè, trên trán của anh bị sao vậy? Sao lại đỏ hết vậy? Vừa rồi tôi bị đụng đầu, diễn viên đóng thế thì phải chấp nhận thôi. Tôi đã nói rồi mà, không có anh, sao nam diễn viên chính có thể lấy tiếng được chứ? Do đó, tôi đã lén lấy trộm cơm hộp của nam diễn viên chính, mang đến đây cho anh này. Đây là chút lòng thành của tôi, ăn đi, anh không được nói cho ai nghe đó. Cảm ơn. Không có chi, chỉ có điều lòng thành nho nhỏ của tôi có thể đổi lấy chữ ký của anh được không vậy? Giết đâu? Giết hả? Tôi không có giết, lấy thỏi son có được không? Cũng được. Nè, anh ký giùm tôi chỗ này. Ký đi.
Xong rồi. Vậy anh có thể ghi lại số điện thoại của anh cho tôi được không? Cảm ơn bạn tốt đã cho mình ở lại đây. Không có gì. Cho mình hỏi, lần này cậu lại yêu người nào mà số phận đã sắp đặt nữa? Người mà mình yêu thương không có ngày mai. Hả? Cậu từng đốt đèn cày chưa? Dư hơi. Vậy cậu có biết tại sao trước lúc đèn cày tắt đột nhiên lại xẹt ra một tia lửa? Cậu có biết lý do tại sao không? Hả? Hả? Mình không biết. Cậu nói vào đề luôn đi. Điều quan trọng chính là tại vì bản thân đèn cày biết mình sắp biến mất, cho nên nó bằng mọi khả năng vốn có tự đốt cháy ngay trước khi biến mất. Sau đó nó phóng thích ra tia sáng gấp 100.000 lần so với bản thân nó vốn có, sống cho hết hơi thở cuối cùng. Và Dễ An của mình chính là người đàn ông như vậy. Dễ An? Ừ. Mình nghe tên anh ấy có vẻ như một người chuyên kinh doanh đèn cày thì nè, tay của cậu bị sao vậy? Sao vậy? Đã lâu rồi còn mấy đổi tay phải không? Mình cho cậu hay, Dễ An nha, hàng ngày anh ấy phải lên núi xuống biển vượt suối băng rừng, sống mỗi ngày đều xem như là ngày cuối cùng, là diễn viên đóng thế ưu tú nhất cả nước. Cậu phô trương quá rồi đó. Cậu mới đi làm được 2 ngày thôi, vậy mà lại yêu người ta không một chút đề phòng gì hết hả? Trình Tiểu Dận à, cậu nghe mình nói, tại cậu không có mặt ở hiện trường thôi. Anh ấy mặc trang phục đen y như đại hiệp võ công cái thế. Sau đó anh ấy chiu. Ánh mắt của anh ấy như mình lúc này nè, trong lúc phẫn nộ mang chút đau xót, trong sự gợi cảm lại pha lẫn u sầu, thu hút lắm đó. Cậu mà thấy là yêu anh ấy liền à? Wow, quá tuyệt vời. Không thể nào. Sao không thể chứ? Trình Dận à, cậu phải nghe mình nói đã. Tụi mình nha, thực sự sống như vậy đó. Tụi mình xem mỗi ngày đều như ngày cuối, không có ngày mai, sống cho xứng đáng. Tụi mình yêu nhau như chưa từng được yêu, xem mỗi ngày đều như sắp tận thế như được yêu một người cuối cùng trong đời. Cậu hiểu chưa? Rất tốt. Được. Cáo từ. Cáo từ. Bảo Quỳnh Tuyến Sát. Bye bye. Bye. Nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Bye bye. Bye. Nhớ gửi điện cho mình đó. Mình nhớ rồi. Bye. Sự điên rồ của Địch Chi hình như giúp tôi ngộ ra một số đạo lý. Tôi không thể tự kiềm chế những suy nghĩ, những lời mà Địch Chi từng nói. Nếu như không có ngày mai, tôi sẽ chuẩn bị hành trang của mình thế nào? Tình yêu của tôi sau cùng vẫn sẽ tỏa sáng. Hạ người thiếu trách nhiệm với anh. Nhiều sự trùng hợp đều cho chúng ta gặp lại. Chẳng lẽ là duyên phận sao? Trình Dận. Thư của em nè. Thư của em. Ừ. Không ngờ đó, bây giờ vẫn có người lãng mạn viết thư tình nữa. Em làm gì có thư tình chứ. Hả? Thư không có dán tem, không có địa chỉ người gửi, khẳng định là do bản thân người đó mang đến rồi. Không phải thư tình thì là gì? Em làm gì có bạn trai, ai thèm viết thư tình cho em? Nếu như đó không phải là thư tình thì tại sao em không dám mở ra ngay trước mặt chị? Sao lại không dám? Tình yêu, cái gánh mà tôi không thể gánh. Lời hứa chỉ là lời dối trá. Tại vì cô,
tôi cam lòng mạo hiểm một lần, cho dù không có ngày mai. Hay, đúng là không phải thư tình rồi. Không có đầu, không có đuôi, cũng không có ký tên. Không sao, lát nữa chị đổ rác, hay là để chị quăng luôn giùm em nha. Không được đâu chị. Em đúng là khờ thật. Có người theo đuổi là tốt. Em sắp tốt nghiệp đại học rồi, không ai theo đuổi, mẹ em và anh hai em sẽ thêm lo lắng đó. Ôi trời, chết, ấm nước của chị. Coi chừng đôi đôi giùm chị nha. Đưa đưa mà... Con nghe cô hỏi nè, tại sao bọn đàn ông các con lại kỳ lạ vậy? Có lúc thì thản nhiên xem mọi chuyện như chưa từng xảy ra, kêu cô quên anh ấy đi, không để lại chứng cứ gì. Có lúc thì lại gửi cái này tới cho cô. Sao anh ấy lại biết mình ở đây vậy? Đồng tâm, đồng đức, đồng châu tập, tế nhân, tế sự, tế thiên hạ. Cho nên tôi luôn hy vọng các em, cho dù là sau khi tốt nghiệp được một năm, 10 năm, hoặc là 50 năm, nè, gửi cho thì cô. Đều phải giữ cho mình. Là gửi cho tôi sao? Sự nhiệt tình, lòng. Thật ra tôi là tên lừa gạt. Nè, sức mày sáng ơi, tạo và lá thư này cho ai gửi nhỉ? Tôi không biết, từ trên đó truyền các xuống. Các em là người chủ tương lai của đất nước, cho nên đừng nè, bao giờ lãng quên và phải thường xuyên tự động viên mình. Nè, gửi cho có cô. Cách nghĩ lành mạnh, phải có tinh thần. Nhưng tình cảm của tôi là thật. Ai đã đưa cho cậu vậy? Em đã học được phía sau sẽ không ngừng phát huy lớn mạnh. Đó là cơ bản của đạo lý đối nhân xử thế. Hy vọng các em sẽ có tương lai tươi sáng, vui vẻ, hạnh phúc. Cảm ơn. Được, vừa rồi là lời nhắn nhủ cảm động lòng người của hiệu trưởng thân yêu của chúng ta. Tiếp theo đây sẽ có một tiết mục giúp vui gửi tới các em. Người đứng ra biểu diễn lần này, tại vì cậu ấy quá yêu Tân Hải, do đó đến nay vẫn là học sinh khách mời của trường chúng ta. À, nên nói là sinh viên vinh dự. Lâm Phương Văn, các em nghe qua có lẽ cảm thấy hơi hiếu kỳ. Là ai vậy? Tại sao lại mời cậu ấy biểu diễn? Được, thầy nói cho các em biết, người này chính là người viết lời nhạc mà chúng ta yêu thích nhất, Lâm Phương. Hôm nay cậu ấy gửi đến cho tất cả các em lời chúc mừng chân thật nhất dành cho tân cử nhân. Nào, chúng ta xin mời Lâm Phương. Thật ra thì tôi chỉ viết lời thôi, chứ không biết hát. Nhưng bài hát này tôi tin các bạn rất quen thuộc. Các bạn hãy giúp tôi một chuyện. Các bạn hãy nhắm mắt lại để cảm nhận chân thật hơn món quà mà tôi gửi đến các bạn. Cảm ơn. Trong lòng tôi có niềm vui khó tả. Chân trời xa vời, bầu trời bao la, sông sâu biển cả, non xanh nước biếc, cũng không thể sánh với giữa đất trời có một người đàn ông chiếm một bản nhạc cho tôi. Tôi đang dần hiểu rõ, người mà tôi thương yêu là một người khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Nếu cô chấp nhận tha thứ cho kẻ lừa gạt chân thật này, như vậy cho phép tôi được hát cho cô nghe trong ngày đầu tiên của mỗi năm. Lâm Phương Văn. Thật ra tôi cũng là kẻ lừa gạt. Tôi xin lỗi,
tôi có một cuộc điện thoại rất quan trọng. Tôi nhất định phải trả lời ngay. Thành thật xin lỗi. Nè, tha lỗi cho anh rồi sao? Anh mau tiếp tục biểu diễn đi mà. Vậy em hãy nói tha lỗi cho anh đi. Thôi được, em đồng ý. Em tha lỗi, em tha lỗi cho anh. Nói vậy là em đón nhận bài hát đầu năm của anh rồi đúng không? Em đón nhận. Cái gì? Em đón nhận mà. Trên đây anh không nghe rõ. Em đồng ý. Cảm ơn sự giúp đỡ của tất cả các bạn. Rốt cuộc tôi đã có được một đáp án quan trọng.守候的想念。